các bạn sẽ thấy đây. Đây là trường đại học Thanh Châu Luật nè. Đây là cổng sau nha. Đây sẽ là đường số 2. Hiện giờ đang là 1 giờ chiều các bạn. Thì các bạn sẽ thấy sinh viên người ta đang đi học đây. Đây thì hiện tại mình đang đứng trước cổng của trường đại học Thanh Châu Luật nè. Đây, mình sẽ quay vào trường. Mấy cái cổng đó không có thấy nhiều anh em. Thì mình sẽ cao lên tí nha. Ở phía xa xa là cái tòa của đại học Thanh Châu Luật. Làng đại học. Đó là đường số 2. Cái đoạn đường này thì người ta đang làm lại anh em. Người ta đang xây dựng quy hoạch và xây dựng lại nè. Khu này đang xây dựng lại rất là nhiều. Đây, đây là cái đường rẽ vào nè. Các bạn rẽ vào đường này cũng được, hoặc là bên kia rẽ trái cũng được. Đó, nó sẽ có hai con đường đi vào. Hồi trước ở đây là cái con đường đất nha các bạn. Người ta mới làm lại thành đường nhựa luôn. Thì sau này nó sẽ thông ra tới bên trong là hẳn luôn. Đó, thì thấy hoàn cảnh ở đây nó cũng còn hoang sơ các bạn, nhìn nhà rất giống quê. Ở thì cái đoạn này thì như đất nó thấp, người ta chưa có lắp lại và còn trống cái đoạn này, cho nên người ta chưa đổ nhựa ở đây. Đó, bây giờ mình sắp tới cái xá đạp khu B rồi nha các bạn. Rồi phía trước là các bạn đã thấy những cái tòa màu xanh chưa? Màu xanh nè, đó, màu xanh màu vàng rồi đó. Đó là những cái tòa nhà của ký túc xá đại học khu B nha các bạn. Đây là hai bên cạnh nè. Các bạn có thấy là nó rất là rộng. Khuôn viên nó bao quanh luôn. Còn ở phía bên này là toàn cây thôi. Đây là cổng chính của ký túc xá khu B đại học quốc gia nha. Đây là cổng vào của sinh viên. Ở bên này sẽ là khu giao hàng và những anh chạy xem công nghệ. Kia là những cái chỗ mà người ta đón xe buýt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vòng ra phía sau ký túc xá thì nó sẽ như thế nào. Đây là phía mặt sau của đại ký túc xá khu B nha các bạn. Trong này có rất là nhiều tòa nhà. Đại quốc gia thì có nhiều trường đó các bạn. Ví dụ như là trường Đại Bách Khoa nè, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc tế, Khoa Y. Nói chung là rất là nhiều. Mình cũng không nhớ chính xác là bao gồm những cái trường nào. Đây đây các bạn sẽ thấy là cổng sau của ký túc xá các bạn. Đây là cái đường ra này. Và đây là những cái trạm xe buýt này anh em. Đây là trạm xe buýt nha các bạn. Cái con đường này bây giờ mình sẽ đi qua cái khu quân sự.
nơi mà các bạn ở trong trường, ở trong đại quốc gia sẽ học quân sự ở đó nha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi qua bên khu quân sự nha các bạn. Có về nữa nha các bạn. Đó, mình thấy chưa? Ở đây là các bạn đi trên chiều á thì nó mát lắm. Nó vừa trời nó nắng và nó có cả hơi nước từ hồ đá nha các bạn. Ở đây xung quanh là hồ nhiều lắm. Nên là không khí ở đây rất là mát mẻ. Rồi thì đây sẽ là biển môi trường tài nguyên. À, đại quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đó anh em. Dọc đường là các bạn sẽ thấy những cái trạm xe buýt. Và đây là cái khu mà người ta cuối tuần người ta hay đi picnic, đi nướng thịt rồi đó. Và bữa nay người ta cấm vào nhưng mà cuối tuần mình thấy người ta vào chơi rất là nhiều. Còn ở bên trái đó là sẽ là hồ đá nè. Thực ra hồ đá là nó gồm nhiều cái hồ các bạn chứ không phải là một hồ nha. Người ta gọi chung cái cụm những cái hồ ở làng đại học là hồ đá. Có những hồ nhỏ và cũng có những hồ to nữa, rất là nhiều. Ở đây thì người ta không có xây nhà cho đây các bạn, chắc là cũng có quy hoạch. Và hai bên đường thì chỉ còn là cây cối. Đó, các bạn sẽ thấy là người ta sẽ làm hàng rào. Đó, nhìn lại gần đó các bạn sẽ thấy đó, người ta vào đó đi câu cá cũng có nha. Đó, mấy anh đó là đang đi tới nướng đồ ăn rồi nhậu rồi đó. Các bạn thấy cái con cao không? Đó, ở trên đó là cái hồ đá đó. Mình đi qua cái hàng rào đó là mình sẽ ngắm được hồ đá nha. Còn ở bên đây là sẽ là những quán trà sữa. Đây, thấy các bạn, đây là nhà khách nè. À, những người phụ huynh hoặc là gì đó mình muốn ở, mình sẽ thuê ở đây, mình sẽ tạm vài ngày chơi, mình sẽ thuê ở đây nha. Ô, đi luôn. Vắng quá, đi luôn nha các bạn. Ở đây là thuộc Bình Dương nữa nha các bạn. Thì còn đây là cái khu quốc phòng này, đó là cổng sau. Thì cái khu quốc phòng này thì thường là cho những cái trường ở trong thuộc đại quốc gia mình sẽ học. Và không phải là những trường mới được học. Mình đã biết là nó có những cái trường khác mình có thể đăng ký học ở đây và tùy theo cái sự sắp xếp của nhà trường nha các bạn. Bây giờ thì không biết cái cổng trước người ta cho vào không, nhưng mà lúc trước mình học á là người ta chỉ cho đi cổng này thôi. Đó, các bạn sẽ thấy cái trung tâm giáo dục an ninh. Đó thì chỗ này sẽ là ngõ cục nha, còn bên trái đây sẽ là cổng vào cổng sau. Thì ở đây người ta sẽ có một cái chỗ mà để mình tập thi bằng lái nha các bạn. Có cái vòng tròn số 8 á thì các bạn thấy người ta đang tập chạy nè, chạy xe. Đó, bây giờ bên cạnh cái khu quân sự này sẽ có một cái hồ đá, thì bây giờ mình sẽ qua đó mình qua cho bạn xem nha. Đây thì mình đang, đây là cái con đường mình rẽ vào lên phía trên để mình quay cái hồ đá gần khu quân sự cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy không? Đây là một trong những cái hồ đá nè. Cái hồ này thì mình nghe nói rất là sâu và nước là lạnh, cho nên là nhiều người cho dù biết bơi á, mình ngã xuống đây á, thì có thể là sẽ bị lạnh và bị cắm, cho nên là rất dễ là bị chết đuối ở đây. Từ đây mình cũng có nghe rất là nhiều vụ rồi, từ trước tới giờ nó giống như thành một cái huyền thoại luôn á. Đó, các bạn thấy không, đây là hồ đá nè. Đây là chỉ là một trong những cái hồ đá thôi. Rồi mới đi đó, mình sẽ để con đường này đi về, đi về kiếp sát Cuba. Hồi đó là mình ở kiếp sát Cuba, Cuba các bạn. Các bạn có thấy những cái đá này không? Thì khoảng tầm 6 giờ biết cho tới 9 giờ là ghế nào cũng có một cặp hết. Không biết ngồi đây làm cái gì. Không biết cái tôi nó ngồi mà chẳng biết.
bằng tự hiểu nha. Tới giờ đó thì hầu như là không còn chỗ trống cho các bạn luôn á. Đây sẽ là ký túc xá khu A này. Cái cổng này người ta đang xây dựng làm lại nha. Và ở phía đối diện với cổng á sẽ là trường Đại Bách Khoa. Đây là cái lối nhỏ để mà sinh viên người ta đi bộ vào. Đó, bây giờ mình sẽ quay, đây sẽ là Đại Bách Khoa này. Ở video sau thì mình sẽ có video mình quay lại cái từng trường đại học. Những chỗ nào mình có thể vô được thì mình sẽ qua nha các bạn. Đây các bạn có thấy không? Mình đã xuống xe và quay lại. Đây là hồ đá này các bạn. Ở phía xa thì các bạn sẽ thấy một cái hồ á. Thì đó là cái hồ ngay chỗ mà cái khu quân sự á. Và cái đường dạp về cái bến xe khu B á. Còn đây là cái hồ khác nè. Cũng đều gọi là hồ đá luôn. Các bạn có thấy là toàn cây không? Đó, và đây là cái con đường mà mình đi xuống, mình rẽ vào cái khu ký túc xá của B. Và ở đây là sẽ là cái đường rẽ vào Đại học 55. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái khu Đại học Khoa học Tự nhiên và mình quay cho các bạn xem nha. Đây là cái chỗ ngã ba Khoa học Tự nhiên. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng cái khu này để các bạn xem. Ở cái khu này thì nó sẽ có trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường thể dục thể thao và trường nhân văn nữa các bạn, và trường an ninh nữa. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng và mình quay lại cho các bạn xem nó như thế nào nha. Thì ở khu này là rất nhiều trường, cho nên là những cái người dân người ta ở đây bán rất là nhiều thứ, đồ ăn, rồi bán quần áo, giày thể thao, đá banh, tất cả những cái vật dụng mà một sinh viên cần thì người ta đều có ở đây cả nha. Đây là cái khu mà tầm bút nhất ở cái làng đại học này. Đó các bạn thấy không? Là có cơm nè. Và đây là những cái quán cà phê, quán phụ kiện của điện thoại, quán cơm, những tụi bạn. Ở đây là cái trường Đại học Khoa học Tự nhiên nha các bạn. Còn đây là cái cổng này. Đây, cho mình xem đây là cái khu trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ở đây sinh viên người ta học ở khu này là chủ yếu, còn cái tòa mà bự bự hồi nãy á là để dự hội thảo chương trình gì lớn thôi. Còn ở đối diện này á là sẽ có những quán ăn, nói chung là đầy đủ hết nha các bạn. Có quán ăn, rồi quán net, karaoke, rồi có cái shop thể thao, quần áo thể thao, bún đậu mắm tôm có luôn. Các bạn có thấy là trường Khoa học Tự nhiên rất là rộng. Đi thẳng là mình sẽ vào cái khu của đại học thể dục thể thao. Đó, cái khu này các bạn thấy bán quần áo thể thao nhiều không? Đơn giản là tại vì nó gần cái cổng của trường Đại học thể thao. Đây, đây chính là cổng của trường này. Đây là cổng sau á. Còn cổng trước á là bây giờ mình sẽ đi vào bằng trên nha. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ quay lại cái khu trường Đại học Thể dục Thể thao nha. Đây là cái cổng chính nè. Còn ở cái bên cạnh cái hàng rào này, đó sẽ là nhà khách. Đó bên trong là nhà khách Đại học thư viện, thư hợp thư viện của Đại học Quốc gia nha các bạn. Rồi thì bây giờ là mình sẽ rẽ lại cái khu của trường Đại học Nhân Văn. Đây là ngay chỗ chợ Nhân Văn, người ta gọi là chợ Nhân Văn nha các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy đây là công chợ này. Có đầy đủ từ trái cây, rau, củ quả, đến là thịt, các loại thịt, ốc, có cá nữa. Đó, thì mình đi thẳng đường này, mình sẽ ra đục cái trường Đại học Nhân Văn và công nghệ thông tin. Quanh ở khu này thì chỉ có cái chợ này là gần nhất thôi các bạn, khu Đại Quốc gia đó. Rồi thì đây chính là trường Đại học Nhân Văn các bạn. Đây là cái cổng chính. Và bây giờ mình sẽ vào ra cái cổng phụ.
bùn bề của trời nhân văn nha các bạn. Còn ở phía trước này á, nó sẽ là khu thể dục của trời nhân văn. Ở đây là khu thể dục của trường nhân văn nha, và ở đây là cái cổng vào. Đó, đây là cổng vào nha, nhưng mà mình sẽ không vào. Đó, rồi nó thấy khu rừng cao leo. Rồi thì ở bên cạnh đây, ngay ở bên cạnh đây thôi thì nó sẽ là trường công nghệ thông tin. Và đây là cái cổng sau nha các bạn. Đó, đây là trường đại học công nghệ thông tin nè. Rồi bây giờ mình sẽ vòng ra cái khu đường ra chỗ ngã 36 Hiệp Hội. Thì đó là tất cả những cái mà chỗ gọi là chính á của cái làng đại học. Mình đã quay lại hết cho anh em rồi, cho các bạn xem rồi. Thì ở những video sau á thì mình sẽ làm chi tiết hơn về phần khu như thế nào nha các bạn. Nếu chỗ nào mình vô được á là mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Và ở trong đó nó có gì, ví dụ như mình sẽ vào đặt bách khoa nè, mình sẽ quay lại cái khu nguyên ở đó như thế nào. Nói chung đường ở đây là thoáng mát rộng rãi lắm các bạn. Đó, đây là trường Đại học An Ninh nè. Trần Nhân là rồi thì bây giờ mình rẽ qua bên phải là mình sẽ đi ra xa lộ Hà Nội và mình sẽ đi về khu vực khu đất là nó sẽ hết là đại học. Còn cái con đường này á là cái con đường phía sau kiếm sáng các bạn. Đó thì đây là cái ngã 36 Hiệp Hội này, là cái chỗ mà mình mới rẽ vào để vào lần nào á. Và đây là mình sẽ ra tới cái khu xa lộ Hà Nội nha.